À, xin chào anh em, hôm nay cần câu Nhật Bản Đà La xin giới thiệu với anh em lô cần carbon nhé. Trong đây có một cái cây cần cần tay chợ máy nhé, lô cần tay hết. Nhưng mà trong đây có lô cần tay chợ máy và hai cây trúc thật nhé. Đấy, thì bây giờ mình đánh giá từng cây cho anh em xem này. Đầu tiên là cây số 1. Cây này cây trúc thật, à, xin lỗi cây carbon giá trúc. Đấy, cây này chỉ 1m8 thôi. Cái này đọt đọt 1 ly, ly ly mốt gì đó. Cái này 30 g nha, nặng 30 g, chiều dài thu gọn là 70 cm, 69 69 70 cm. Đấy, cây này thì 45k bao ship toàn quốc. Mã số 1. Mã số 2 là một cây 2m1 nha. Đấy, cây này carbon đỏ này, carbon Tokyo này, này hàng nội địa Nhật nhé. Còn khá là mới, trên 95% kể cả cây kia cũng vậy. Cây này đọt mạnh hơn xíu, đọt carbon sướng. Hai ba cây này anh em lấy câu tôm cực kỳ phê luôn, hoặc là câu cá nhỏ. Rồi, cây này là nặng, à, xin lỗi, dài là 80 cm, nặng cũng 30 g. Cây này 45k nha, bao ship toàn quốc nha, mã số 2. Tiếp tục là cây mã số 3, ráp khúc. Cây mã số 1 cũng là cây ráp khúc nha nha. Cây số 3 là cây ráp khúc 2m7, cây này 500k. Đợt mạnh nha, này nó cũng có 3 khúc. Đợt mạnh, đợt nhỏ. Cái này còn mới trên 95%. Rồi. Cái này 500k. Đấy, còn rất là mới. Cái này nặng 70 g, chiều dài thu gọn là chiều dài tốt lại là 100 cm. 500k bao ship toàn quốc, mã số 3. Tiếp tục là một cây cần tay root carbon. Cây mặt số 4, 4,5 m, 900k nha. Cây này cán sơn nhám, cán màu tím nha. Cây này còn rất là mới luôn. Có chảy xước ở giường sau này, còn ở trên này rất là mới, nhìn rất là mới. Tại vì nó bằng kim tuyến nè. Màu bạc, kiểu màu bạc, màu tím tuyến. Này nó có cái vòng để mình cột cước này. Nè, đọt mảnh nha nha. Đấy, không có chảy xước nha, chỗ nào chảy xước thì mình báo anh em xem. Mình còn lại nó không chỉ toàn như vậy thôi, nó không có chảy xước gì hết. Em thấy không ạ? Cây này nút nha. Hả? Cây này là hàng Suzumi, mà Suzumi China nha. Made in China, Suzumi nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà cần này là cần xuất Nhật nhá, tem vàng này, tem vàng xuất Nhật này anh em này. Đấy. Nên là anh em an tâm. Ha, cái này hàng Trung Quốc nhưng mà nó rất là chất lượng chứ không giống như là hàng nó xuất cho các nước nghèo. Hàng nó xuất sang Nhật thì nó chất lượng khác. Chất lượng hàng đầu luôn anh em. Rồi tiếp tục là một cây cần trúc thật. Anh em thấy mắt nó không? Đấy, mắt nó này, nó cong cong, nó không được thẳng lắm. Tại vì nó không thẳng bằng carbon được. Cái này là trúc mà. Cái này thì nó có 6 lóng. Cái đọt nó, tại mình đổ cái đọt nó ra nhé. Đấy, sau lóng đọt nó là cũng là trúc luôn nha nha. Nào. Đây, đọt nó rất là mảnh luôn. Anh em thích carbon thì về lắp, cần lắp đọt carbon vô. Đấy, cây này nó sơn đặc ly, sơn màu đỏ, đỏ đậm nha. Cây
Cái này mã số 5 46. Cân nặng của nó là 180 gram. Giá 1 triệu bây giờ lấy anh em 700k bao ship toàn quốc. Còn cây này cũng là trúc thạch nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy, thấy không? Nè, lớp quấn của nó này đẹp này. Còn này thì quấn của nó quấn bằng mây nên nó không được đẹp bằng quấn bằng nhựa. Không đều bằng quấn bằng nhựa ha. Này là hàng nghệ nhân làm này, nó các cái lóng của nó là nó đều có chữ khắc cái tên nghệ nhân làm này, nó trừ cái đợt đầu tiên thôi. Ừ, chúc này mắt chúc này nhầm này ha, thấy rõ luôn rồi. Còn ở trên này thì nó đã được che mắt rồi nha, nó dùng cái gì đấy nó che mắt lại này, mình sờ mình vẫn thấy cảm giác mắt này. Đấy. Đợt cũng là đợt trúc luôn nha nha. Đấy, ở trong nó rất là mới như thế này, nó không có chảy xước gì thôi nhiều đâu nha nha. Đây, mắt trúc này, mắt trúc này, tên nghệ nhân này. Đấy, lóng nhỏ trên cũng có nha, trừ cái lóng đọt ra. Cái này cũng khá là đẹp, rất là đẹp luôn đó nha. Là nó có chảy cái chỗ này thôi, nó chảy sơn cái chỗ này, còn lại rất là tuyệt vời. Mình nói luôn là cái cần trúc này thì nó hơi có độ võng một xíu nha, anh em nào ưng thì gọi video mình cho xem, hoặc là mình gửi video qua Zalo cho anh em xem. Còn này mình không ráp ra được, nhà mình hẹp lắm nên là chắc là nó cũng vướng víu đấy. Rồi cây này là nặng 250 gram, chiều dài thu gọn là 110 cm. Cây này 1m7, à, xin lỗi, cây này 5m6, 1,7 triệu lấy anh em 1,5 triệu, này lấy anh em 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi lấy anh em 1,4 triệu ưu tiên luôn á, ưu tiên anh em nào đã mua cần bên mình là lấy 1,4 triệu nha. Rồi tiếp tục là một cây lóng ngắn, cây này 4,5 m, 550. Nhá, mã số 7. Cái này thì cây ISO hạ thì mình bớt cho anh em nha. Này, cây này đọt nó mạnh nha. Đây. Trong thì nó cũng không có chảy xước gì nhiều nha. Đỏ này, nó màu đỏ anh em, đây các lóng nó có cái keo này. Tại vì nó là cần carbon hạ cần tay á. À, xin lỗi, cần phíp cần ISO hạ cần tay nên là nó có cái khoen cũ là nó dính keo. À, cái này anh em nào ưng thì mình để anh em 400 bao ship toàn quốc, hàng carbon nòi nha. Đây, cái này 4,5 m còn nguyên bản ấy. Nặng 200 g, bây giờ thu gọn là 75 cm. Tiếp tục là một cái lóng ngắn, cái này 3,4 m, mã số mấy nhỉ, mã số 6, mã số 7. À, cái này mã số 8. Rồi, cái này mã số 8, cán sơn nhám nha. Cái này thì nó bị dơ nha mà, chứ không phải là bị chày gì đâu nha. Anh em về lấy khăn ướt lau nó đi. À, mình lau sơ sơ. Đấy, thấy không? Sạch bong liền. Cái này đợt mạnh luôn nha nha. Vân từ đầu đến đuôi này, vân carbon sờ cực kỳ gì đã luôn. Cái này khá là nhỏ nhẹ, thẳng tắp. Thẳng tắp luôn nha nha. Cái này 3,4 m. Lóng ngắn. Rồi nặng 80 gram, chiều dài thu gọn là 55 cm. Cái này 700, giờ lấy anh em 500k bao ship toàn quốc. Mã số 8, 3,4 m. Tiếp tục là một cái lóng ngắn 5 m, 650, bây giờ lấy anh em 550k. Lóng ngắn.
lên nhầm 6 cho 500 luôn. Đây, cây này thì nó có ở đây, nó bị chóc sơn như thế, còn lại các lóng trên thì rất là ok, không bị gì, nó sức nhẹ này ha. Đấy, các lóng nó như thế này cũng là đọt mạnh. Lóng ngắn ít anh em chơi nên là mình mới để rẻ như vậy nha. Nên là anh em nào mà mua được mấy cần lóng ngắn này thì quá là hời luôn. Vẫn là carbon ok nhưng mà nó lại lóng ngắn thì mình không bán được. Hôm nay mình không bán được ba cây này, mình toàn hàng lóng dài, không có ba cây này là mình không bán được nên là hôm nay mình bán lỗ cho anh em. Anh em nào ưng thì về chơi. Đấy, có 500 ngàn một cây. Rồi cây này 57 cm, nặng là 200 g. Cây này 500 k, 3 ship Trung Quốc. Tiếp tục là cây mình giới thiệu cây số 10 trước đi ha. Tí nữa cây số 9 mình giới thiệu sau. Cây này là carbon xanh nha, sơn xanh nha, xanh đen này, xanh kết hợp với màu đen này, khá là đẹp đấy, nhật trời. Đợt mạnh này, đấy, còn rất là mới nha anh em. Cây này rất là mới, không thấy chày gì xước ở đâu hết á. Này, đây có một vết xước này, này là vết dơ này, đó, chùi ra thay sạch này. Cái này là hàng Korea này, miền Korea này, hàng Hàn Quốc xuất Nhật này. Cái này nặng 100 g, cái này 36, mã số 10, 850, giờ lấy anh em 750 bao ship Trung Quốc đó. Rồi tiếp tục là cái cuối cùng là một cái siêu to khổng lồ ấy, nặng cực kỳ anh em ạ. Cây này dùng để cho anh em khỏe đánh bạo lực không, 660 g. Cây này cần tay nhưng hỗ trợ máy nha. Đấy, cực kỳ to luôn này. Để mình coi cái phi này, phi bao nhiêu, phi ba mấy, phi 30. Phi 32 nha. Này hàng Apollo này, khá là xịn sò nha, carbon foam này. Hàng Apollo. Đấy, còn lóng này, còn nút này. Đấy, ở trong này rất là mới nha. Có xước nhẹ này, có xước nhẹ nhẹ này. Độ mới là trên từ 90% trở lên, 95%. Nào, khá là mới. Dài quá mình giới thiệu cũng khó nữa. Có xước nhẹ nha nha. Đấy, trên khoan đầu tiên này, là nó đột này là đột bao nhiêu ly ta? Đột 2 ly hả? Rồi đợt 2 ly. Đấy, nó có khoen này, có hai cái khoen nhỏ này. Đó, như thế này. Thì anh em nào có máy thì hỗ trợ máy vô. Không là anh em nào thích không xài máy thì tháo ba khoen này ra nha, thì tháo cái bát kia ra nha. Là câu tay lại bình thường. Đấy, tháo hai cái bát này thôi, còn này là để cột cước cũng được. Còn không thì tháo ra rồi anh em tự sửa nha. Đó, tháo ra làm cần tay không, không hỗ trợ máy. Anh em nào thích hỗ trợ máy thì đây có bát sẵn, có khoen sẵn, bát đây, bát Fuji nha, FS7 này, cây xịn mà nên phải lắp bát xịn thôi. Có khoen gì, khoen gì nhỏ xíu mình không đọc thấy, để coi cái khoen lớn này, khoen bugi luôn nhiều
tối quá, một tháng. Ây da. Nhỏ quá mình không đọc được anh em ạ. Nếu có gì anh em đọc cần thì mình để sau. Đấy, tóm lại là như thế. Nó rất là dài, rất là nặng, dành cho anh em lực sĩ, anh em câu bạo lực. Đấy, đánh thoải mái luôn. Đấy, chắc cực kỳ luôn. Cắt to càng một đây một ghi thì thôi, phê phải nói nha. Đấy. Rồi, cây này là giá của em nó là 1,5 triệu nha, bao ship toàn quốc, hàng xịn sò nha, carbon nguyên bản nha. Đấy rồi, mình mới giới thiệu cho anh em 10 cây carbon. Cái này là video số 31, xin lỗi, video số 41. Anh em nào ưng á thì inbox Zalo cho mình theo số trên màn hình 0931272712. Đó, và báo số video cho mình, xin lỗi, số cần này. Đầu tiên là số cần, ví dụ ưng cây số 1 thì báo số 1 và video 30, 41 nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.